Chào cả nhà một buổi sáng nhá. Lại một buổi sáng đẹp trời, trời quang mây tạnh chưa? Trời xanh muốt đi. Lại làm lượng tiết canh. Đấy. Cứ lâu lâu lại làm bữa anh lại hội tụ anh em. Anh em cứ đi làm về lâu lâu lại rảnh rỗi lại gặp được các đồng chí và lại toàn tiết canh. Không là đừng nghỉ lại tập trung lại rủ nhau ăn tiết canh. Điện trong biển này lại tiếp tục lại tiết canh nhé cả nhà nhá. Hôm nay có Đinh Xuân, nói chung là giờ này mới có Đinh Xuân đến đầu tiên, ở xa nhất đến đầu tiên. Còn một thằng xa nữa cơ. Một thằng xa mười mấy cây số nữa mà chưa thấy đâu. Chưa ra nói chắc được, tí nữa là tí đến là đến bữa chia sẻ tiếp. Bây giờ mình cái chia sẻ là lại tiết canh đồng lợn nha. Hello, chào gia đình nhá. Đấy, chú Xuân là đến sớm đầu tiên. À, đang nướng hành. Hành và ớt. Hành ớt đấy cả nhà. Đấy, nướng một sâu hành ớt luôn. Đấy. Còn đây là ba đĩa mình đã chuẩn bị một dàn ra, tí nữa mang nước sôi ra để tráng hết nhá. Đấy, biển Nguyễn Ngọc thì kênh tiết canh thì cái gì cũng thế rồi. Tinh vào. Đấy cả nhà, nước một xiên này hành ớt đấy, và nước gừng, và cái lòng bắt tạm ra đây để nước hành đã cho nên là luộc tiếp, luộc lòng luộc lại cả đấy. Tiết canh là chỉ có nhà sắn tươi nhá, còn đi chỗ khác là không ăn đâu đấy, nó rõ đấy. Sắn tươi, sắn tươi là ông bà là đi hãm trực tiếp ở làng ấy, thịt con đấy là cứ đến cùng nhà người ta đấy, là việc của lòng mề là tự nắc tay lòng mề nào, còn thịt là của nhà chủ người ta làm, người ta mỗi người mỗi việc đấy cả nhà. Hãm để ăn. Món này ở quê mình ăn trăm trăm. Người người nhà nhà cứ ra phải có bát tiết canh gần quanh năm người tháng. Cả nhà nhìn tiết đẹp chưa? Đỏ au. Còn đây nước gừng nha. Mình đang một cái bát này, một bát tô đầy này thì là mình cho còn một phần nước nóng để ngâm gừng ra trước. Đấy, ngâm trước đi để vẫn đang bốc hơi ngụt chưa. Còn khi nào đánh ấy là tiếp tục là đổ nước sôi vào. Đấy, ngâm cái này là ngâm cái thời gian này bắt đầu là ngâm để cho nó ra hết những cái gì ở cái gừng ra đấy. Đấy. Ăn cái nước gừng là rất thơm ngon đấy, mà thời buổi đấy nhiều bạn cũng bảo ăn tiết canh thì cho gừng cái này nọ, đấy là mỗi quan niệm của mỗi người mỗi khác nhá, cứ nghe biển đi, cứ học ăn nước gừng đi mọi người ạ. Thời buổi nó phải thế, cái gì thế, chứ còn nó ăn uống thì nó theo khẩu vị từng cùng mỗi người, người thích ăn thế nọ. Những cái này đây là thế là anh em đến là nó băm bổi nó đánh nó nhanh, mỗi người mỗi việc đấy, đấy. Chắc lại có người nữa rồi đấy, bông nó ra cắn thì chắc có người nữa đấy. Hôm nay lại có gương mặt mới, không phải mới cũng vài lần rồi. Đấy, Bùi, đây là gọi là Bùi Bảo Lộc. Tên là Bùi Bảo Lộc đi bạn đấy. Ui giời ơi, nó cắn đâu cứ vào đi này. Thằng nô này nó hiền nhất mà, vào chào mày vào chào thằng nô đi. Bảo chào anh khoanh tay vào chào anh nô đi, lần sau nó không cắn. Nhìn đến nô mà thút cái dái này, khổ quá, anh nô anh hiền như này cơ mà nhỉ. Nô nhỉ. Anh nô anh hiền lắm. Đấy, rất ngoan. Nô nhìn đẻ quá là lục thì sợ lô, sợ thì kệ nó, thịt xong hết rồi mà chờ một hai anh em nữa đấy, bắt đầu là băm nhân đánh tiết canh ăn cho nóng lòng ạ. Cháu vào ngồi đây. Đấy, cắt cơ tặng nó bia trước đi, chờ hôm nay có một số khách nó đến cũng ở xa đấy, là nó hơi lâu theo. Đấy, bánh rán này chú vừa mua về nóng hổi đấy, cắt cơ tặng ăn trước đi. Đấy, bánh rán là cổng chợ đấy. Ta ra ta mua thịt chân giò ấy, mà nhón mẹ cái bánh rán ăn. Thằng nước đi nó mà ô ốc biển đấy còn bánh rán chưa trả tiền nào. À ừ nhỉ, sao ta lại ăn ta quên. Cứ thế giả nhón là tự nhiên cười lắm. Rồi ông biển đi chợ các bà một phí hết cả cười, gặp cái gì nhón mẹ ăn. Thế mới khổ. Bánh bước thấy ăn cái bọc như đúng rồi. Ừ, ăn hứng như của nhà mình. Rồi cả nhà ơi, đấy, cứ phải từ từ gom người từ từ. Đấy, thấy đó được. Ôi giời, hôm nay ăn mặc kiểu bộ khác nhỉ. Giờ đen rồi. Giờ đen ừ đấy. Không, quê mình là cứ phải có màu da đen mới có tiền. Đấy. Okay. Chào bảo Bùi Bảo Lộc chưa? Chào Bùi Bảo Lộc. Chào Lộc của Lộc Phù Hồ. Lộc Phù Hồ. Cứ phải ra quê mình là nó phải có màu màu da đen thì mới có tiền. Đi làm đen quá. Đúng rồi. Trắng là không có tiền, cái thằng nào phải da đen mới có tiền. Này, cắt cơn non bia nhá. Cắt cơn. Ừ. Đây. Cắt cơn trước đi. Đấy. Đi đường hóng nước á. Hóng nước, cắt cơn là bánh rán đấy. Cắt cơn đi. Cắt cơn. Nhục lắm cơ. Màu da đen thì mới là có tiền. Wow. Còn màu da trắng, ăn trắng mặc sơn là quê mình là nó không hợp, là không có tiền. Đi làm đòi bằng cái xì rồi. Nắng nôi nó phải thế. Đấy, bắt đầu tiết mục thánh ớt thì đang thái bổi nha, còn mình thì tráng bát cả nhà, cứ theo tục lệ. Đấy, theo luật lệ đây, về rót nước sôi vào luôn này.
Đấy. Bây giờ rót đầy bát này luôn. Đấy, bốc khói ngủ chưa? Đấy, một bát tiết, một bát nước. Nước thì phải nhiều hơn tiết. Đấy, xong trái bát cho cả nhà nhá. Này đi khuẩn chết. Châu này, châu này có chú đi ra đi vào chó chẳng thấy cắn nhỉ? Quen chó điều trị đâu phải thế. Chạy mất hình rồi. Đấy, ba đũa mà trắng sạch thì chú quyền. Tinh nào quá. Chú từ vào về nhá. Này lại món gì không? Bánh rán này chú. Cắt cơn trước đi. Đó. Ừ, cứ anh mua một bọc về, anh em nào đến thì cứ bụp trước đi để chờ hai cái ông cu cháu đang băm nhân. Một bên này băm nhân còn một bên là non bia, một bên này em bông đứng coi. Nhục cơn. Nhục lắm. Đây, xong rồi nha cả nhà nhá. Chia hết một loạt bổ rồi. Chú quyền chú thái nòng nữa là xong cả nhà. Tiết mục bánh tứ canh nhé cả nhà nhá. Tứ canh cả nhà nhìn thấy nhân ngon chưa? À, hai cái bát này là không ớt đây à? Quyền không ớt. Bát này là bát của Xuân. Bát đầu lòng của Xuân khô thế nhỉ? Ăn toàn đầu lòng non này, có cái đầu non nào giòn không? Cái như tứ canh ăn hết rồi. Một cứ phải cầm bát này chia. Nó đỡ chưa chết. Nặng tí rồi. Cứ để sạch hết, cứ để chết nữa. Nhiếm hết. À nhiếm là còn nó nhiếm. Sợ nó bẩn. Nó đỡ để thịt nổi. Đây là bát của chú nhớ chú làm. Khói mạnh nhanh. Khói mạnh này để cái anh thức anh càng khói mạnh càng tốt. Ai? Khói thoải mái. Đừng. Càng khói mạnh nó đông càng chặt. Cái bí quyết đấy thức anh. Chừng hướng nào tiết thì mình khói nó đông nhanh như này thì mình lại phải cái kiểu khác. Đánh chúc quyền cho con xếp cái đĩa nòng làm gì phải trang trí mạnh thế. Đánh nhớ đánh dấu các bác của các chú vào. Một thằng thì không ăn ớt, một thằng đánh tiết canh bằng nòng non. Đã xong nhá, cả nhà đã rắc nạc vào rồi. Đấy, có bác này là có của chú Xuân này. Bác chú quyền hai bác này. Này là chú Xuân không ăn nạc. Chú răng yếu chứ không ăn nạc. Còn đây nòng của chú quyền thì trang trí quá. Còn mình đi pha bát nước chấm nữa là mời cả nhà ăn sáng cùng anh em mình nha. Cứ tiết canh nòng nợ. Xin mời thầy yêu. Ừ, mời nhà đây. Mời đầu tiên tâm lý đi. Tâm lý đi. Cuối cùng là có con. À, dê đây. 2, 3. Con này chạch choạc quá, người chạch choạc. Dê chạch choạc. Cùng được các bố. Này, chạch canh nha. Đây, chấm khuấy đây, đảo đây chưa? Đảo đều lên, chấm chéo đây, đảo lên. Tuyệt vời đấy. Cái này là ăn chiên đấy. Ăn chiên. Quả này không khác gì à? Thôi đây chưa? Đây. Quyền này quyền phát trực tiếp à? Em nào có lưu ạ. Ừ. Đi ăn vụng trực tiếp được. Rồi, xin mời đại gia đình nhà mình nhá. Quả đó là quá tuyệt vời, bóc biển ba cái kiếm được cái gọi là đoạn cuối của cuộc đời. Không có tình như này. Cái thơm nhỉ? Thơm, chấm chéo. Là ngon, tí đẹp. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngon, đẹp. Ngon, tí đẹp. Là ngon này. Ừ, đấy. Cái gì đẹp, hồng hào luôn. Wow. Úp. Câu này được đấy. Úp, nhục lắm rồi. Đi Tư Xuân à? Cũng cộng cộng à? Cộng cộng, chạm đôi. Ông thì chấm nước mắm, ông thì chấm chấm chéo. Úp. Chấm chéo thơm. Úp. Đây là nước mắm với ớt với là băng ngâm.
đấy, trộn đều đây, ta nuốt tao cho nó thích ngay luôn. Còn đây là chẩm chéo. Mang ui giời, thánh ơi, đã xí ớt trước rồi cả. Ôi à, bầm đi. Đã xí bố hết miếng ớt rồi. Hôm nay... À có đấy. Đấy, ớt của thánh ớt đấy. Rót rượu chưa? Rót rồi. Nào anh ơi. Đâu? Bụng tiếp đi. Em lên đây. Lên đi. Một cái nhà nhá. Thôi đành vậy, người ta cứ húp với cả bụng như mình cắn luôn nó nhanh. Húp. Nọc ô nhiễm với các chú rồi húp. Húp. Vừa lại cái bao nhiêu đồng ấy. Lại đồng khói à? Yeah. 50 như nào? Thốc ít đi. Ôi, nhục lắm ngơ. Cứ vào trong đi. Ôi trời ơi, thôi nhớ bị cái bố ơi, cày quá. Xuống đời ta đi. Quá xuống đời ta đi. Nồng nồng. Chấm cái này đúng không? Ta chấm chéo. Đúng không? Nên chấm chéo cả nhà, chấm chéo mình làm ấy. Nhưng chấm chéo là hơi cay. Không cay, ăn cay chứ mà. Mà ăn được chờ đấy. Nó bùi tỏa nó đã hỏi cho cay bác ạ. Tuyệt vời. Cái nồng ngon quá. Không có cho đâu. Quá là nặng cấp. Ừ. Cứ mỗi người mời can em một cái. Nóng rồi, bắt đầu. Cái này, bắt đầu. Đến năm thứ ba là tổng thể thôi. Đó, tổng thể kia mỗi người mời can em một cái. Nóng quá cả nhà, lại tiếp tục đang phải cởi trần hết. Không chịu nữa đâu. Mùa hè nhà lắm. Này, 2, 3, 4. Thế rồi, đấy, nó phải đồng thanh, đồng nhất thế. Đấy, gặp đi. Bố về. Ăn mạnh lên. Đi. Chầm chéo đi. Thoải mái này, khỏe lên. Đá đều đi. Chầm chéo này. Chầm chéo. Rồi cái này là cứ tính cười. Đây này, anh ơi. Em phải thử cái bác làm mà bác làm đúng một chỗ thầu đấy. Đây, thơm lắm. Nhưng mà nhưng mà nó hơi cay nhá. Không cay đâu. Ý là bác làm một chỗ thầu đấy. Mình ăn được đấy, tao làm cũng được. Ta mấy anh em nhà tổ làm. Đấy mới gọi được thơm. Ôi đây này, đấy. Thế nào? Mấy bác cháu làm chậu thông nhưng mà chậm chéo ăn. Họ bảo ăn thì ăn khiếp đấy, ăn mấy tháng. Cái này của bác gọi là trên cua đỉnh luôn. Người ta cua đỉnh nhưng mình trên cua đỉnh. Sao em thích cái món này thôi này? Món chậm chéo này. Nói mất tiền mua rồi. Nhưng mà ngon, ngon. Chắc là có người cắt. Quấy hết đều rồi gì? Đấy, ăn phải cầm bát ứng nhất đấy, thế là rồi. Ăn là gẹp mấy loại mấy kia vào nó ngon. Mang miếng phải. Ui giời. Gì mà gì mấy anh? Kế luôn đấy. Đấy, quẹt vào. Gì mà cái đấy không? Đấy. Ui giời. Cộng thêm quả ớt nữa. Cộng thêm quả ớt đấy, đấy. Ui tuyệt vời. Được vào. Tóm lại là không có gì bằng. Ừ, cá mẻ con thơm hết. Nhất ăn gì uống. Nhất ăn mời nhiều lại uống. Gia đình nhà mình. Nhất ăn gì uống. Làm cả miếng măng dã man. Ngon quá. Khiếp quá. Tuyệt vời. Ngon. Phải nói là ngon. Cá mẻ. Nó à, nó mới vào đấy. Chào cả nhà làm chén đấy. Chào cả nhà thân yêu nhá. Lâu lắm tức rồi, sóng tự sửa cái. Ừ. Tự sửa chén với lại. Rồi cả nhà. Thằng cháu các cậu nhá. Rồi thằng, ok. Thằng cháu ở xa nó mới đến này. Đi ba. Thằng cháu nó xa 30 cây số mà. 30 cây số đến thì nhiều thế thế được rồi. Bu bê cháu. Thế là ok rồi. Gặp mạnh lên miếng ngọt bên đây. Sắp đùi. Chấm được dâu vào đây đứng mắm cậu vào nhà mà. Dìm vào. Đấy, xìa đây hứng vào đây. Có bát thì không lấy, ăn thế nó mới khác. Chấm chéo kìa, chấm chéo, chấm măng, chấm tùy. Đấy. Đấy, thích chấm gì đấy. Nếu mà nóng quá, cởi trần ra không ai ép. Tự dưng, nó tùy theo tín ngưỡng mà. Bác phở, bác phở, ăn uống tùy theo tín ngưỡng. Không ai cấm ai, không ai bắt chước ai. Độ sung sướng của mỗi người. Nóng hơi đâu, mặc quần áo cho khổ. Chứ thằng ngu, chứ khó còn quần áo, nóng bó mẹ. Thôi mời thánh ngươi. Ừ đấy, đi đó. Nhất trí. Ừ, cứ. Cái gì người cũng phải gặp nhau mà có thằng nọ thằng kia không. Ôi giời, nhục lắm.
Đẹp không thật? Đúng là dân đi lẻ lao động chạy nặng. Chắc nhục quá. Chồng úi rồi đừng úi nhéo lắm. Chuột nhéo lắm thật. Đấy cả nhà thấy không? Khoe đang khoe cơ bắp. Chồng như là cái cẳng gà di khoe cơ bắp. Sáu múi đây toàn một múi. Xuân cho thằng Bông một miếng lòng dạ. Em cho hai miếng rồi. À thế thôi. Cho ăn thế đâu nó cung. Đúng rồi. Nhiều người không biết các bạn cứ để nó trầu cho ăn cứ phải khoe. Cho hai miếng rồi. Ăn xong à, nó không ăn hết nó mang đi nó giấu. Đừng có đùa. Ăn uống nó phải kiệt chọn đấy. Cái gì ăn mà con này cái gì chê ăn lòng dạ. Chó nó cứ phải là bảo cái gì nó ăn rồi mà kinh nhám. Đó là sao? Anh chân bảo cậu ấy lâu lắm rồi gặp cậu. Nhớ cậu quá. Nhớ quá mà một năm không gặp cậu thì nhớ miếc gì nhưng mà thì nhớ hiu nhớ quậy. Nhớ tuần gặp một lượt ngày nào thì đi lái ô tô qua gọi trêu cậu mà cậu đang uống bia thế mà à nhưng mà nó đi lái xe kéo ra xe nó thổi cồn tôi đi ngay. Sảng quá. Nếu cậu rơi nước mắt. Cậu muốn khóc đấy con. Cậu muốn khóc quá. Nhớ cậu là rơi hết nước mắt cá chân. Nước mắt cứ như là bị ve. Bông ơi. Nào mùi nữa. Gắp miếng nọ miếng kia kẹp vào cũng ăn nó ngon. Gắp miếng nào hút đi. Hút mạnh ngay. Đây già lên đi. Gắp cặp đôi vào. Đấy, đấy anh quên thì húp đi vào. Đấy tôi cho ta liên tục húp được rồi ăn đồng kem miếng nó ăn rất ngon nha nó khác đi để ăn theo kiểu truyền thống ăn miếng nóng non là nóng non nóng giả nóng giả có kẹp bung tung vào cứ thế húp vậy thay đổi chấm phải dìm quyện là tại pha nước mắm nhẹ mà đấy số ba cào nó xin ăn đấy trong nó cứ cào hết người nọ người kia ấy hoàng xin gửi ta điện nhỉ đâu nắng rồi lại uống rượu cùng thằng cháu áo xanh ấy cả nhà chú Xuân có hỏi thăm nó thằng cháu cái gì dạo này làm ăn ra sao thì hỏi đi không thường bây giờ con cháu bây giờ còn thường bây giờ thời buổi bây giờ là các ông phải hỏi con cháu không được các cháu hỏi các ông đâu cho nên nó khó lắm cơ nó đảo ngược lại ngày xưa rồi phải lên Cao Bằng không được Bắc Cạn bị nọc soi rồi mình trên Cao Bằng ai em tin lắm. Không. Đây không? Ai Toán. Toán à? Đấy, thật đấy. Phải như thế, đúng 15 phút có mặt đúng không? Toán đây. Thằng nào? Đấy. Đúng, cái này đấy, nhìn thấy không? Nó phải như thế và đúng 15 phút nữa cho từ công ty ra. Đấy, họ ngồi xuống. Một thằng cháu vào sau làm một miếng lòng ngon thế nào? Đấy là phải tinh nhanh như thằng này này đấy. Đúng từ công ty ra nó bảo là 10 năm phút là cháu có mặt đấy gì xì. Đến đúng giờ vẫn có dư 5 phút nữa. Đấy. Nó có dư thừa 5 phút. Dư thừa nó hẹn đúng 10 năm phút là cháu có mặt đấy gì xì. Đúng là đang ra khỏi công ty rồi. Nó biết cọc. Nó biết tính nó. Bốn bác phải tuổi bạc. Nó biết tính bác rồi. Nó biết tính bác là phải nuôi một ngày là đi thẳng về đây rồi cấp dễ ngàng. Cứ đi bình tĩnh thôi. Chạy đi bình tĩnh thôi, vô bạn. Được chưa? Cứ bình tĩnh. Bùi à, nhưng mà nó đéo uống được rượu nhỉ? Bao giờ lấy vợ được uống được rượu. Nhưng mà cứ đi làm công nhân rồi lại cứ thấy nước lại rủ nhau mà lại quen hết rồi. Không dạy uống hết. Cũng như anh em mình mà đúng không? Ai thế? Thần. Theo bạn bè thì về nhà con không uống với cháu không uống. Nhưng mà đi đám nháo lại đi tập tụ bạn bè nó rủ thế. Thằng nào chả thế? Thằng nào chả thế? Thằng nào chả thế?
thật mình đấy. Hôm nay là nghịch là 1-2 đúng không? Hai nữa thì bỏ bom. Đông đấy nhảy, quả này là đẹp đấy nhảy. Hai ba chân. Chú Xuân múc con rượu vào. Đây các bình dê vào được tít nữa này. Đấy, đấy, đấy. Bực từng con nữa đấy. Đúng không? Ăn gì em chờ cái dây phút này là lâu lắm rồi. Tưới như tí mạ. Tưới như tí mạ. Lại thằng cháu nó nhìn, lại thằng Ken. À, Ken. Thế em nhục này. Chú Xuân lại. Từ hồi ra cái trò này ra mệt quá. Bắt đầu lên sàn đây này. Nhìn lên sàn đây này. Tưới vào. Đấy, lên sàn đấy. Thấy không? Một mà hơi là tàu hút bùn. Đấy rồi, hút bùn lên sàn. Mời đại gia đình nhà mình nhá. Tù mà hút. Ôi giời. Vẫn một con thừa đấy. Núng nửa bát này. Nướng rồi là đấy. Thành nướng ơn nướng. Xin phép ở nhà trước gừng lên ông cậu nó biết cứ kèm. Ôi gặp Xuân ở đây rồi đừng hỏi. Cứ tư lập đi thôi. Tư lập đi. Làm hết bắt tiết xong làm miếng tiết xong rồi. Được rồi, muốn làm thế nào làm hết được. Rồi bố. Quá ngon. Nó chảy nước dài. Cũng tương đối. Lô ra. Nó chảy nước dài. Mẹ đấy, nhưng là bánh ngon quá. Nó sợ luôn. Đấy, nặng thế. Đấy, đấy, đến được Bảo Lộc. Bảo Lộc húp đi. Đến Bùi Bảo Lộc húp. Dạ. Làm cái canh này. Đông kín này. Cho vài giọt nó ăn góc nào trong đó đấy. Cái này tí nó lại thơm. Ăn không kịp nó thơm. Cái Lộc ăn là Lộc ăn. Bùi Lộc ăn là ớt. Đến Lộc ăn nữa không? Đã lên rượu chưa? Lộc tỏi nhá. Đấy, rượu đây. Đây, tỏi đây Lộc. Được rồi, cứ bình tĩnh. Lộc cứ ăn đi cho Lộc uống được. Ok. Bình yêu Lộc đi Lộc uống được. Nhục lắm cơ. Lộc ăn đi Lộc uống thì mình yêu Lộc lắm. Đấy. Yêu Lộc rồi. Không nhớ đi là tí nữa. Nếu có nhớ là bịt cái mũi nó bùn ra tai nha. Cứ thế. Giống tính mình cứ hết. Tất cả cứ vui hết mình với nhau. Bài của lớp. Xong chưa? Và là đến được chú Xuân. Thôi được mình mà. À nên Lộc nó uống đâu? Xích bỏ qua. Ui dồi ôi. Nó khán giả xem là đồng chí Lộc vẫn chưa uống. Tay này uống rượu rồi. Nó lạnh bụng. Đấy. Mà húp. Đấy, húp đấy. Ok. Mời cả nhà nhá. Húp. Chiến đi em nó. Ngon. Toàn chuẩn bị nhá. Tất cả mọi người chuẩn bị đi. Toàn đâu? Không trình bày. Chiến. Chiến đấy. Trời ơi, ngọt thật sợt. Bát em toàn ớt. Ngon. Bát em toàn ớt ạ. Trong này cũng 10 quả ớt rồi đấy. Bát nào như bát nào kia bát em toàn ớt. Ngon. Ngang với là đánh sổ số, đánh đề, đánh cờ, đánh bạc. Em trúng đề. Bát nào. Thế hôm nay mày là trúng đề đấy. Hôm nay mày thích ăn đề, tao lại xui cho một con. Toàn nào? Cháu đợi mãi rồi làm. Cháu đợi mãi. Đấy, tất cả nào ủng hộ thằng cháu này, thằng này nó chịu khó lắm. Cháu làm gì vừa về giờ. Nó khó lắm cả nhà. Thế cỡ. Nó phải như thế. Ôi giời. Nghiến răng rồi. Làm view mới thế này thôi nha cả nhà nha, chứ bình thường ăn đến miếng này nó khổ, là ăn miếng nhỏ cho nó ngon. Sướng đời chưa? Tuyệt vời. Thành ớt cho hạ. Thành ớt cho hạ. Trong này có ớt rồi nhưng mà vẫn phải thêm một nửa ớt. Một cái này vô chưa? Thêm nửa quả nữa nó mới đủ. Đủ vẽ rồi, đủ vẽ rồi. Thằng này ít ớt quá. Từ xem nào. Đấy, đúng rồi, thêm vào. Cái này không mà ngập mồm đấy là. View mạnh đấy. Ngày người ta bảo nó phép nhưng mà ngày hơi ngập mồm.
đối với anh em mà mình ở đây thế là gọi là thánh ớt, còn thiên hạ nhân thiên hạ tài. Đúng rồi. Người khác người ta ăn cân ớt ấy. Nhưng mà cho nên là các giả xem cũng phải thông cảm. Cái thánh ớt gì mà so nọ kia so làm sao được. Mình thế này đã là tốt rồi. Ở mình như này cứ ngồi với anh em mình đây là gọi là thánh ớt rồi. Tại anh em mình có ăn được chờ như nó đâu mà. Nó đùa 2, 4, 5, 6, 7 chờ lâu chảy hết cái răng. Đúng rồi, ngọt cái chân rồi. Rồi, đại gia đình nhà mình nhá. Ăn ngọt sợt sợt. Có sao em ăn khỏi một là tôi chứ chẳng cái cay lắm. Ừ. Ăn ăn được, chết rồi được. Cũng ăn cũng tao rồi. Cũng tao rồi. Không ăn được. Chú ăn được. Ngủ rồi. Thấy luôn. Ui à. Nếu có ăn được. Ui à. Có ăn được. Ngọt sợt sợt. Nếu có ăn được bỏ luôn. Ăn ba quả thì không hơn. Chào cả nhà cái đây thằng em. Đấy. Bà đấy, bà ngồi luôn xuống. Tôi ngồi như thế được rồi. Đấy. Đem đấy. Anh ngồi với bạn đã đầy đủ. Đã đầy đủ. Đấy, bông bông quý hùng đấy, bà đấy. Có cái mới hùng rồi. Mẹ có chi nhiều, vứt tiếp vào. Ăn no rồi, ăn tiêu anh rồi đấy. Vứt xử đi. Đi. Có tranh cái xe à? Nhưng mà thế bây giờ sắp việc à? Anh rồi. Xong rồi. Rồi. Một phút rồi nhưng mà xử lý nhá. Xin cáo lỗi cả nhà nhá. Hành đấy, cáo lỗi cả nhà. Được. Anh em đang ba chén đấy bây giờ. Tình nào? Anh em ngồi chén thôi. Chấm chấm chén chấm chấm cái gì chấm gì? Thánh thì. Ôi. Uống rượu anh đi đâu đấy? Có chị hay mình đưa lên đấy. Nó nào mời thánh ớt anh nhá. Mấy khi gặp đặc hữu cho em mượn bát đấy. Mượn bát rồi còn mượn bát tắm chén. Mấy khi gặp anh hùng rửa bát đấy. Lấy xìa múc có lịch sử thật. Lấy xìa múc ở nhà. Lấy xìa múc rượu nhục quá. Không đây là chè mà đừng phải rượu. Chè đâu cứ rượu vào và lắm trò nó mỗi người cũng được. Thằng em bên chỗ nào? Ôi chết, chắc em mấy có ngọn rồi. Có gì? Xin mời em nhá. Ô, tao vừa cạnh bài. Mấy khi gặp anh à, mỗi lần gặp thánh ớt phát là kỳ cục bị thủ bởi vì. Sai. Thánh này trong vai ăn ớt, đây trong vai ăn thịt. Thánh ăn ớt mà gặp thánh ăn thịt. Đây đầu bếp xịn đấy, đầu bếp xịn luôn. Anh cho ăn thịt áo chúng em cho có video nhỉ? Thánh ăn ớt mà gặp thánh ăn thịt. Có hôm con như ăn con cá trên bảy luôn. Có quả cá. Có quả cá nữa. Thấy không ớt. 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 Thấy không